thân mến, nhằm tăng cường hiệu quả trong phòng bệnh và chữa trị các bệnh nhân mắc COVID-19 bằng các phương pháp y học, Bộ Y tế đã có hướng dẫn sử dụng y dược cổ truyền để phòng chống dịch COVID-19, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại để phòng bệnh COVID-19, trong đó có hướng dẫn các phương pháp phòng bệnh tại nhà bằng phương pháp không dùng thuốc đơn giản nhất là tập thở. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn thắc mắc và muốn được hướng dẫn cụ thể hơn phương pháp này để sử dụng tại nhà. Trong chương trình Bác sĩ ơi COVID kỳ này, Thạc sĩ bác sĩ Lương Thị Thuận, bác sĩ cố vấn khoa nội, phòng khám hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng sẽ hướng dẫn cho quý khán giả thực hiện cụ thể phương pháp tập hít thở để phòng chống COVID-19. Hướng dẫn phương pháp tập thở phòng COVID-19 theo y dược cổ truyền. Người ta thấy rằng cái việc tập thở nó là một kiểu phục hồi chức năng hô hấp. Vật lý trị liệu phục hồi chức năng hô hấp cho đường thở cực kỳ quan trọng, và đối với những người bị bệnh đường hô hấp nó càng quan trọng. Và đối với thì trong đó có bệnh nhân bị bệnh COVID nữa, là bệnh đường hô hấp này, thì nó quan trọng hơn rất nhiều. Và có một bài thơ rất hay của giáo sư Nguyễn Khắc Viện. Giáo sư Nguyễn Khắc Viện có những bài hướng dẫn thở rất đơn giản. Chúng ta sẽ hai tay buông xuôi, hai vai thẳng lỏng, phần bụng hít vào, hóp bụng thở ra, êm chậm sâu đều, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Dễ không? Hai tay buông xuôi, hai vai thả lỏng, không có gồng ha. Khi mà chúng ta hít vào thì cái bụng phình ra, phần bụng hít vào, và khi chúng ta thở ra thì để tống cái khí cạnh ra thì chúng ta phải tóp cái bụng lại, có nghĩa chúng ta phải hóp bụng khi thở ra, và chúng ta làm chậm thôi, êm thôi, êm chậm sâu đều, và đi đứng nằm ngồi như cách chúng ta ngồi và chúng ta làm cũng được. Chúng ta đi thong thả, chúng ta đi bộ để đi thong thả, chúng ta hít thở cũng được. Chúng ta tư thế nằm, chúng ta cũng thể được, bất cứ chỗ nào cũng được. Đặc biệt hai kiểu thở đó là gọi là kiểu thở mím môi. Mím môi này hít vô thở ra, mím môi lại. Và một kiểu thở hít thở hoành, nó cử động như vậy. Thì cái khí nó thải ra, hít sâu vô, không khí nó vào phổi, nó trao đổi không khí, nó lưu thông. Và chúng thở tống khí cạnh ra ngoài. Đó. Và chúng ta luôn luôn đó nghĩ trong đầu những cái điều tốt đẹp thoải mái thì cái bài thở của ta sẽ có hiệu quả. Chúc cô bác sẽ cho mình những cái thời gian thở, những bài thở nó tốt nhất cho cái lá phổi, để lá phổi chúng ta càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Thưa quý khán giả, cũng trong các phương pháp phòng chống bệnh COVID-19 bằng phương pháp sử dụng y dược cổ truyền, bên cạnh việc tập hít thở thì vẫn còn phương pháp sử dụng dược liệu thiên nhiên để xông phòng ở hoặc là nơi làm việc và sát khuẩn vùng họng. Những phương pháp này sử dụng những nguyên liệu dễ tìm và sử dụng đơn giản, dễ thực hiện tại nhà. Phương pháp xông phòng bằng dược liệu thiên nhiên. Phương pháp thứ nhất, nguyên liệu hoắc hương, sả, chanh, bạc hà, húng quế, gừng, tỏi, lá bưởi, kinh giới, tía tô, tràm gió. Liều dùng, cách dùng, có thể dùng một loại dược liệu hoặc phối hợp nhiều loại dược liệu, mỗi loại 200-400g tùy theo diện tích phòng. Cho dược liệu vào nồi, đổ nước ngập dược liệu, đậy nắp nồi, đun sôi lăn tăn, mở nắp để hơi nước bão hòa tinh dầu khuếch tán ra không gian phòng. Tiếp tục đun sôi nhỏ thêm 30 phút, đóng cửa phòng khoảng 20 phút, ngày làm 2 lần, sáng và chiều. Phương pháp thứ hai, nguyên liệu, sử dụng tinh dầu hoắc hương, sả, chanh, bạc hà, hương nhu, bưởi, tràm, quế, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Liều dùng, cách dùng, tùy theo diện tích phòng, từ 10 đến 40m², lấy lượng tinh dầu phù hợp từ 2 đến 4ml, hòa tan tinh dầu trong ethanol 75%, lắc đều, cho vào bình xịt phun sương, xịt quanh phòng, đóng cửa phòng khoảng 20 phút, ngày xịt 2 đến 3 lần. Lưu ý, không được xông trực tiếp vào người. Không xông tinh dầu trong phòng ngủ có trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử co giật do sốt cao, động kinh, người có dị ứng với tinh dầu. Ngoài ra, để sát khuẩn vệ sinh tại chỗ vùng mũi họng, có thể sử dụng dung dịch có nguồn gốc từ dược liệu, có tác dụng tuyên phế lợi họng, thuốc cổ truyền để súc họng, xịt mũi họng, xông mũi họng nhằm làm sạch đường hô hấp trên.
Thưa quý khán giả, chuyên mục Bác sĩ ơi Covid kỳ này đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể xem lại chuyên mục trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số, YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Nếu như quý vị có những thắc mắc về bệnh Covid-19 hoặc là những vấn đề sức khỏe cần bác sĩ tư vấn, có thể gửi câu hỏi về hộp thư bacsioi.ttv11a@gmail.com hoặc phản hồi trên các hạ tần số, Fanpage chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!